mọi người. Chào mừng mọi người trở lại với kênh Như Ý Cuộc Sống Thụy Điển. Bây giờ thì bây giờ là 11 giờ trưa. Cậu có rủ hai vợ chồng đi ăn ăn trưa. Với lại ăn cái chỗ mà biển kia kìa mà mình chưa có ăn bao giờ. Nên là mọi người cùng đi theo tụi mình nha. Tới nơi rồi, tới nơi rồi. Bú bè. Tới cái nhà hàng để ăn. Nhà ở đây đẹp. Bú bè. Ở dưới đó là biển đó mọi người. Người ta sẽ tắm biển chơi tạo ở dưới. À, mình ăn cái chỗ nào? Này hả? Còn mình sẽ ăn ở nhà hàng này. Đẹp quá. Ở đây nó cũng có đồ chơi cho con nít nè. Có bán nhiều rồi. Sốt. Không nhớ cái biển đó mình có đi không nhau. Nhìn ở ngoài cửa kính nhìn đẹp quá mà đông lắm mọi người. Lên nữa hả? Nhìn đông lắm luôn á. Con dâu nó chơi nữa. Rồi trượt xuống. Đứng đây nè. Chờ nó đó, chờ nó chơi xong nó vô ăn đó. Xuống. Sao vậy? Chú về kém. Gì vậy? Rồi đi đi vô ăn coi. Thôi đi đi vô chồng không? Nó mê chơi nè. Nó thấy mấy này là nó mê lắm. Tụi mình chưa có vô nữa. Sẽ đi dài dài lại đây coi xíu. Đi đó là ra ngoài bờ biển đó mọi người. Nè biển nè. Tàu quá trời tàu nè. Bây giờ người ta mùa hè, đúng là mùa hè thì bây giờ người ta sẽ nhiều tàu lắm. Người ta lại đây chơi, người ta ghé nhà hàng, người ta ăn. Quá trời nhiều tàu luôn. Lần trước mình có lên một lần rồi nhưng mà lúc đó là còn lạnh một xíu nên người ta chưa có chơi. Còn bây giờ quá trời luôn kìa. Quá trời tàu luôn. Là trong tàu đó đều có người. Người ta lái đi chơi vậy đó. Lái đi chơi bạn bè. Đẹp không? Cái này cái nhà gì không biết nữa. Đẹp khủng khiếp mà rộng lắm. Chắc order ở đây quá. Vô nè mọi người. Ghế ngồi ngoài đời. Đứng đi hỏi coi có bàn không. Không không. Cái khu ở ngoài nè. Đông lắm luôn. Hi. Vô bàn thôi. Nè bàn của tụi mình ngồi ở đây. Lên. Có cái ghế cho nó không? Đây là cái menu này. Thiệt nhìn không hiểu gì hết. Nhưng mà chồng mình cho coi cái món này là như cái con gì ở Việt Nam mình á. Con sò con gì đó. Mình chọn cái món này. Mọi người cũng đang chọn đồ nè. Nhìn nè, với chồng mình cũng đang chọn. Mình thì chọn rồi. Cái con gì ở đây hồi ra cho mọi người coi. Mình cũng con vẹm con gì đó. Chút xíu nữa mọi người coi. Nó ngồi nó chờ đồ ăn này. Gái ngồi cái nếp này. Nói vừa nói xong cái nó bỏ chân nó xuống. Ghê.
Đồ ăn của mình tới đây nè. Nè cái này nè mọi người. Không biết cái con này kiểu là con gì. Bự lắm luôn. Có bánh mì nữa. Của chồng. Của Jane. À con ăn nào. Con à, kìa ăn cái này. Ăn này ngon hơn nè. Ăn bánh mì đó đi. Cái này là cái gì không biết nữa. Người ta cho cái này để đựng giỏ. Giờ nó ăn khoai tây nè. Ăn khoai tây với bánh mì nè. Khoai tây nó còn nóng. Ừ. Làm nó mặn đúng không? Hả? Làm nó mặn đúng không? Mình ngán quá, mình đưa cho chồng mình ăn rồi. Ăn được nhiêu đây nè. Cái vỏ. Ngán nó chịu hết nổi. Dâu thì nhỏ ăn khoai tây. Nó ngon, nó tươi. Nhưng mà có một cái là bơ nhiều quá, ngán quá. Mình ăn không có quen. Nên chuyển cho chồng mình ăn. Giờ chồng mình đi tính tiền. Tính là chắc phải đi ra ngoài trước tính đó. Rồi mình mới ra. Ta ta ta. Giờ cha con nó nắm tay nhau ra. Ăn no xong rồi. Bà dâu ăn bánh mì với tí khoai tây không à. Đó, ra đây cái chơi nữa. Ở đây cái ăn chơi nữa. Đéo lên. Cát quá vậy ta. Cái gì đá quá trời. Rồi tuột xuống, tuột xuống. Tuột xuống đi. 1, 2, 3. Trời này ngồi mày nắng đã ha. Rồi bây giờ cảm ơn mọi người. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết. Mọi người nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye.